Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Nhưng mà nào bỏ Hoa Kỳ đi thì Happy Friday các bạn Bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi tối giờ Cali Ở Việt Nam đó, còn đã bước vào cuối tuần là ngày thứ bảy rồi Thì đầu tiên hết đó, tôi hy vọng là các bạn sẽ có một cuối tuần vui vẻ Và trong video này đó, hôm nay thường đó là không có nhiều cái thông tin nữa các bạn Nhưng mà thứ sáu này có rất nhiều thông tin Chúng ta có cái thông tin lớn liên quan đến Coinbase Chúng ta có thông tin liên quan tới SEC sắp sửa đến quốc hội một lần nữa các bạn Chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc liên quan tới DeFi, à, chúng ta cũng có thông tin liên quan tới sàn Coinbase và nhiều những thông tin ở bậc khác và thường cũng có một cái biểu đồ hit map mới nhất để mà cập nhật với các bạn có rất nhiều những thông tin ở trong video này bây giờ thường sẽ bắt đầu và đầu tiên hết đó, chúng ta đã thấy là kết thúc ngày hôm nay đó chính của hoa kỳ lại tiếp tục là một màu đỏ nữa và đã đỏ liên tục rồi các bạn từ khi mà fed bắt đầu gây cái sự lo ngại liên quan tới suy thoái tài chính trên thị trường Chúng mình nhìn thấy được là kết thúc hôm nay đó Chỉ số Dow cho xuống 0.31% S&P 500 đó thì xuống 0.23% Và Nasdaq đấy thì không thay đổi nhiều các bạn Vẫn xuống là 0.09 Nhưng mà cũng không phải là xuống nhiều lắm Nhưng mà hai ngày qua đó thì Nasdaq đã xuống cũng khá là nhiều à, Và chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó Thì kết thúc là ở mức 90 đô 33 cent Các bạn mức này cũng rất là cao trong vòng 6 tháng qua Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó Thì không thay đổi nhiều Ở mức là 1.944 đô cho một ounce vàng Tuy là chúng ta thấy là kết thúc tuần này đã chứng khoán xuống khá là nhiều Xuống bao nhiêu thì sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn một lát nữa Và chúng ta nhìn thấy được là ít ra ra cái sự ảnh hưởng đến crypto đó thì nó cũng không phải là nhiều lắm các bạn Nếu chúng ta nói riêng về Bitcoin đó thì các bạn đã nhớ là trước khi có thông tin đến từ Fed thì giá là khoảng 27.100 đô, 200 đô Chúng ta nhìn thấy được là giá của Bitcoin hiện bây giờ là 26.588 Thì coi như cũng không phải là thay đổi nhiều lắm Không giống như là bị cái sự ảnh hưởng lớn đến từ chứng khoán các bạn Và chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa trên thị trường nó thật ra trong vòng 24 giờ qua đây có cái sự tăng nhẹ trở lại là 0.3% các bạn. Bây giờ chúng ta đã rất gần một lần nữa là 1,1 nghìn tỷ. Giá Bitcoin đó không thay đổi nhiều trong vòng 24 giờ qua nhưng mà Ether đó thì tăng nhẹ các bạn, tăng 0.4 nhưng mà trong vòng một tuần qua thì Ether vẫn xuống là khoảng chừng là 2.8%. À, BNB đó thì các bạn thấy là không thay đổi nhiều, XRP thì tăng nhẹ 0.5%. Nói chung thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu crypto bubble đó chúng ta nhìn thấy được là cũng có một số như con cũng có cái sự hồi phục cũng coi như là nhiều đó các bạn giống như là XRD à, đây chính là đồng Radix các bạn đã tăng trở lại là 10.7% CRV tăng 9.6% Tây 11.3% Algo 6% vân vân hôm nay chúng ta vẫn có nhiều những con xanh hơn là đỏ không giống như là chứng khoán các bạn và nói tới chứng khoán đó các bạn có biết là trong dòng một tuần qua đó trong tuần này thôi chúng ta đã thấy được là cổ phiếu của Hoa Kỳ đó thị trường cổ phiếu đã bốc hơi khoảng chừng là 1.000 tỷ đô la các bạn trong như một tuần thôi cổ phiếu Hoa Kỳ đã bốc hơi 1.000 tỷ đô la vốn hóa trong khi mà tổng số vốn hóa của cả thị trường crypto đó cũng cỡ 1.000 tỷ đô la thôi các bạn đây là cho các bạn thấy được sự thật đó khi chúng ta nói tới dòng tiền và nói tới cái quy mô của thị trường thì các bạn thấy được là crypto thực sự rất là nhỏ điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó là chúng ta còn rất là nhiều những cái cơ hội các bạn tại vì đối với thuận thị trường crypto này đó sẽ lớn mạnh bao nhiêu thì không ai biết được nhưng mà sẽ lớn hơn là bây giờ nếu mà chúng ta nói tới là dòng tiền đó, thì một ngày nào đó khi mà chúng ta có những cái công cụ như là bitcoin spot etf những cái mà có thể dễ dàng tiếp cận bởi một nhà đầu tư thông thường những người mà họ không muốn tự lưu trữ khoa cá nhân họ cũng không có muốn tham gia vào để mà tìm hiểu nhiều về crypto họ chỉ muốn đa dạng hóa mà thôi thì một phần cái dòng tiền đó nó đi vào thị trường này nó sẽ rất là lớn mạnh và thường đã từng chia sẻ với các bạn đối với thuận đó thì bitcoin chỉ có hai khả mà thôi một là cực kỳ đáng giá còn hai là trở về con số không tôi không nghĩ bitcoin nó sẽ lơ lửng 23.000 đô rồi các bạn đó không phải là giá của bitcoin và đương nhiên Thuận thì có kỳ vọng và có lòng tin là giá Bitcoin sẽ rất là cao sau này Nhiều bạn có hỏi Thuận là gần đây không thấy Thuận update cái biểu đồ Klasno Heatmap Cái biểu đồ các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Thì Thuận đã từng chia sẻ ngắn gọn cho một video trước đây đó là gần đây thì Klasno đã thay đổi cái chiến lược của họ Thì trước đây đã Thuận được cái thành viên cái cấp cao nhất các bạn thì có thể xem được những biểu đồ gọi là tầng 3 đó Nhưng mà bây giờ những biểu đồ tầng 3 đó chỉ dành cho những công ty mà thôi Thì các bạn phải gọi để mà có account riêng Cho nên cũng rất là phiền phức cho nên cuối cùng sẽ không tiếp tục chia sẻ nữa nhưng mà biểu đồ heat map này đã vẫn được chia sẻ bởi cái account chính thức bởi Classno và đây là cái tài liệu mới nhất các bạn ngày 22 tháng 9 ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được là trong thời gian khoảng chừng là 2 3 tuần qua đó thì cái sự khác biệt chúng ta nhìn thấy đó chính là cái nhóm ví mà có hơn 10.000 bịch khôi nhưng mà nào mà mới nhìn biểu đồ lần đầu đây thì cũng rất là dễ đọc các bạn ở bên tay phải đây chúng ta có những con số những con số này đại diện cho cái nhóm địa chỉ ví các bạn giống như là bên dưới này đó là dưới một Bitcoin, đây là nhóm địa chỉ ví mà có dưới 1 Bitcoin, kế đó là nhóm địa chỉ ví từ 1 tới 10, từ 100 tới 1.000, rồi tiếp tục lên tới là hơn 10.000, nghĩa là đây là những con cá vôi cực lớn. Thì chúng ta thấy được là có màu từ màu đỏ tới màu xanh thì cũng đơn giản thôi, càng đỏ có nghĩa là chúng ta thấy là có nhiều Bitcoin rời khỏi ví, và càng xanh nghĩa là có Bitcoin vào ví, như mà chúng ta đã nhìn thấy được từ cái thời điểm mà chúng ta bớt nói tới thông tin này đó nghĩa là cách đây khoảng chừng 2 3 tuần đó thì cái nhóm mà có nhiều BTC nhất hơn 10 nhà Bitcoin đó đã từ từ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh các bạn. Tuy là bây giờ màu xanh cũng đang nhạt nhưng mà cũng cho chúng ta thấy được là cái nhóm địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin nhất đó đang tích lũy hiện tại. Còn những nhóm còn lại đó thì các bạn thấy được là màu đỏ có nghĩa là Bitcoin rời khỏi những cái ví này và đi vào ví của những cá voi đó là cái cách để giải thích đơn giản nhất khi các bạn nhìn vào biểu đồ này và đối với thuần chúng ta có thể nghĩ đến là kinh tế vĩ mô chúng ta có thể nghĩ đến nhiều thứ nhưng mà trên trang bản đó thì các bạn thấy được là chu kỳ mà 4 năm vẫn đang diễn ra hiện tại cho đến thời điểm ngay bây giờ đó chúng ta cũng không thấy có nhiều sự khác biệt các bạn đương nhiên đây là cái biểu đồ mà chúng ta nhìn thấy được những chu kỳ như là từ năm 2013 đây là cái chu kỳ đó tới năm 2017 định thì đây là cái chu kỳ đó và hiện bây giờ chúng ta đang ở chu kỳ như thế này thì các bạn thấy được là lịch sử đó nó sẽ không bao giờ lặp lại 100% nhưng mà nó sẽ có những cái điểm tương tự như nhau và nhìn biểu đồ các bạn đã thấy được là có cái phần tương tự giữa ba cái chu kỳ này và nếu như tính theo chu kỳ đó, thì ngay thời điểm bây giờ năm 2023 sẽ tương tự như năm 2019 và từ độ năm tới bây giờ các bạn thấy được là cái sự tương tự đã xảy ra có nghĩa là có sự tăng trưởng từ độ năm cho đến khoảng chừng là hè rồi sau đó sẽ bị khựng lại các bạn rồi chúng ta sẽ thấy được là từ đây đến cuối năm đến nếu như lập lại năm 2019 thì giá nó sẽ cỡ như thế này sẽ không có sự bùng nổ đương nhiên mọi thứ có thể thay đổi nếu như chúng ta có những thông tin như là Bitcoin Spot ETF được thông qua nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó chúng ta còn khoảng chừng là hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm nay thì hiện bây giờ biểu đồ cũng rất giống như năm 2019 và như là thường chia sẻ trong video ngày hôm qua các bạn quy luật của tự nhiên là chúng ta có xuân hạ thu đông quy luật của thiên tài chính là chúng ta có tiền dễ dàng được tiếp cận thả lỏng tiền tệ rồi siết chặt lại thả lỏng và mỗi lần như vậy nó sẽ dẫn đến là những tài sản tăng giá đó là một quy luật mà sẽ không thay đổi cho nên điều mà thuận làm bây giờ là tiếp tục tích lũy như là các bạn đã biết mọi người Điều sẽ làm chuyện của mình và thuần sẽ làm chuyện của thuần đó chính là tích lũy và DCA hiện tại hôm nay đó thì có một cái thông tin rất là lớn được chia sẻ khắp nơi các bạn đó chính là cái thông tin có một thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ đây là thượng nghị sĩ Robert Menendez hay là Bob Menendez và thượng nghị sĩ này đó là ở tiểu bang New Jersey và đã bị cáo buộc hiện bây giờ tại vì người ta đến để mà điều tra nhà đó thì đã kiếm được rất là nhiều tiền và vàng các bạn được giấu trong nhà của thượng nghị sĩ này thì mới đầu đó khi mà nhìn vào thượng nghị sĩ này thì nhiều người thắng là cũng thấy quen quen các bạn nhưng mà cuối cùng chúng ta đã biết tại vì năm ngoái thượng nghị sĩ Menendez đã nói là việc El Salvador chấp nhận Bitcoin đã mở cửa cho việc lửa tiền và tham nhũng. Và ngày hôm nay đó thì thượng nghị sĩ Menendez bị cáo buộc về tội tham nhũng và đã nhận hối lộ tổng cộng là 580.000 đô la tiền mặt và vàng. Và khi người ta đến nhà đó để mà điều tra thì họ tìm thấy tiền bạn tiền mặt đó được giấu khắp nơi trong nhà được giấu trong những cái quần áo được giấu trong những cái hộp bảo hiểm được giấu khắp nơi trong nhà hết và có khoảng chừng là 100.000 đô la vàng các bạn và tiền mặt là khoảng 480.000 đô thì bây giờ đó thượng nghị sĩ này nói là mình bị quan các bạn nhưng mà thường không cảm thấy có cái gì giải thích hợp lý khi mà các bạn lưu trữ nhiều tiền mặt trong nhà tới như vậy và lại lưu trữ vàng trong nhà mà giấu khắp nơi thì lý do gì các bạn? Ở Mỹ này là một điều mà cực kỳ bất thường. Nhất là đối với một thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ các bạn. À, nói chung đó, thì người ta chỉ giấu tiền ở nhà một là các bạn đang trốn thuế, hai là đây là số tiền mà các bạn không có nguồn gốc hay là không rõ nguồn gốc cho nên các bạn không muốn bất cứ ngân hàng nào hỏi là tiền này từ đâu tới khi các bạn đem đi gửi hết. Và dựa theo lời cáo buộc đó thì à, tiền này đó là được gửi đến cho thượng nghị sĩ Nameless đến từ ba thương gia và để cho thượng nghị sĩ này đã có thể hỗ trợ cái gì đó liên quan đến chính phủ của ai cập à, và hình như là có một cái cửa hàng hay là một cái nơi mà làm thực phẩm gì đó cần giấy phép thì thường nghị sĩ này sẽ thúc đẩy để cửa hàng đó nhận được giấy phép nhanh chóng nhất à, thì nói chung đó các bạn đã thấy được là how it started and how it's going <laughs> <laughs> những người mà thường cảm thấy là thường la làng Nói là chống tham nhũng thì có thể nhiều khi cũng có dính như cái vụ này đó các bạn Đó là cái điều thú vị ở đây Nhưng mà nhiều người cũng nói ra được là nếu như mà thượng nghị sĩ Bob Menendez này chịu chấp nhận những hối lộ bằng Bitcoin đó Thì nó đã đơn giản hơn nhiều rồi Không có còn nhiều chứng từ như là tiền bạc để khắp nơi trung hạ nữa Cho nên sẽ không có gặp vấn đề này Nhưng mà thượng nghị sĩ này đó thì cực kỳ <laughs> chống đối với Bitcoin các bạn à, Đó là điều mà thú vị của ngày hôm nay Chúng ta cũng có một cái thông tin nó cũng mang tính chất giật gân các bạn Đó chính là thông tin liên quan tới sàn Coinbase Thì các bạn đã biết sàn Coinbase là một trong những sàn mà họ cực kỳ gọi là giấu kín địa chỉ ví của sàn Coinbase là địa chỉ ví nào Ngay cả những lúc như là gặp áp lực lớn đó, các bạn đã nhớ là sau khi mà FTX sụp đổ đó Thì những cái sàn giao dịch lớn họ đều phải công khai giấy tờ kiểm toán Ngoại trừ sàn Coinbase Và sàn Coinbase đó, thì uh, họ đã nói rất rõ ràng là càng công khai thì càng nguy hiểm cho nên họ sẽ mãi mãi giấu tin thì tin thông tin thì thôi chứ còn à, họ sẽ không bao giờ công bố là địa chỉ ví và họ lưu trữ bao nhiêu bitcoin hay crypto hết tại vì càng công khai thì à, càng nguy hiểm và ngày hôm nay đó thì Arkham Invest nói là họ đã thông qua tài liệu on chain đó họ đã điều tra được là hiện bây giờ đó Coinbase đang lưu trữ tổng cộng các bạn là 25 tỷ đô la Bitcoin có nghĩa là gần như một triệu Bitcoin luôn các bạn Và điều này đó có nghĩa là Coinbase có khả năng trở thành đơn vị lưu trữ Bitcoin lớn nhất thế giới các bạn Sở hữu gần 5% của tổng số Bitcoin hiện có Mức này đó là tương đương với lại cái số lượng Bitcoin mà người ta nghĩ là thuộc về Satoshi Nakamoto thì có một số bạn nói là cái này nó có phải là quá tập trung hay không đó, thì cũng không phải đâu các bạn Tại vì cái số lượng Bitcoin lưu trữ này đó là khả năng phần lớn là của những khách hàng, của những tổ chức đầu tư Các bạn nên nhớ đó là giống như những công ty như là MicroStrategy khi mà họ đi thu mua Bitcoin đó Ngay cả công ty Tesla trước đây thì họ sẽ gọi Coinbase Coinbase sẽ có cách để mà kiếm và thu Bitcoin cho họ và khả năng cao đó là Coinbase sẽ lưu trữ cho họ luôn Trên cái khả năng đó là trong cái số lượng Bitcoin này có thể là một phần lớn cũng thuộc về MicroStrategy Họ chỉ là đơn vị lưu trữ mà thôi Nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ đó kinh khủng đến cỡ nào Và đây là những địa chỉ ví mà Arkham Invest tìm được mà thôi Chứ còn còn bao nhiêu địa chỉ ví ẩn nữa đó thì Coinbase sẽ không bao giờ công bố được các bạn à, Đây là thống kê đến từ Arkham Invest Ngoại trừ Bitcoin ra đó các bạn thấy được là họ cũng lưu trữ số lượng rất là lớn Ethereum tổng cộng là họ lưu trữ khoảng chừng là 2.6 tỷ đô la Ethereum cái đó đó có thể là nhiều làm cho nhiều bạn bất ngờ để chính là đồng link các bạn họ lưu trữ khoảng 475 triệu đô la token link USDC đó thì họ lưu trữ 222 triệu BNB họ lưu trữ à, gần như là 200 triệu rồi những đồng nhỏ hơn như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đây là thống kê đến từ Arkham Invest những gì mà họ tìm được hiện tại Nhưng mà cũng ít nhiều gì cho các bạn thấy là cái sự đồ sộ của Coinbase đến cỡ nào có thể là họ đồ sộ nhiều hơn là chúng ta tưởng Thôi cũng có một cái cập nhật liên quan tới Mt. Gox các bạn thì có một bạn ở trong cộng đồng Thuần Capital cũng thường hay liên lạc với Thuần Bạn này đó là một trong những bạn đã tham gia Bitcoin rất là lâu năm rồi à, lâu hơn cả tuần nữa các bạn nhưng mà đáng tiếc đó bạn này cũng đã gặp sự cố ở sàn Malgox và bao nhiêu năm qua thì vẫn đang chờ đợi để mà nhận được tiền và thật ra đó người ta nói tới sự kiện Malgox rất là nhiều nhưng mà thật sự trải nghiệm và là nạn nhân đó thì không có bao nhiêu đâu các bạn Tại vì đây là rất sớm luôn năm 2012-13 Thời điểm đó thì bạn này đó cũng đã nhận được thông tin đến từ Góc Rồi so cũng thường hay chia sẻ với Thuần Thuần sẽ không thể chia sẻ văn bản gốc được các bạn Nhưng mà cái phần mà thường nghĩ các bạn cần phải lưu ý đó là những thông tin Trên những tờ báo đó thì họ nói là cái việc trả tiền hạn chót đã dời lại một năm là ngày 31 tháng 10 năm 2024 thì điều đó là đúng nhưng mà điều này đã chỉ áp dụng với những nạn nhân mà chưa cung cấp đủ thông tin cho Mao mà thôi Những nạn nhân mà đã cung cấp đầy đủ thông tin rồi đây thì họ vẫn sẽ chờ đợi để mà trả ra thứ tự Bắt đầu từ cuối năm nay điều đó sẽ không thay đổi Đó là cái sự khác biệt mà Thuận muốn update lại cho các bạn Tại vì như bài viết họ cũng không có biết rõ ràng Và điều này đó cũng không có thay đổi quan điểm cá nhân của Thuận Sự kiện này là một sự kiện mà đối Thuận đó Cái sự ảnh hưởng đến giá cũng không có nhiều như là các bạn nghĩ đâu Tại vì việc trả tiền nó sẽ diễn ra theo từng đợt và sẽ kéo dài một thời gian Chứ không phải là họ trả hết tất cả như là nhiều người nói Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới BASE các bạn BASE là mạng lưới tầng 2 của Ethereum à, Bắt đầu được phát hành bởi Coinbase Thì trước đây sàn Coinbase nói là họ sẽ không có phát hành token base Nhưng mà ngày hôm nay đó trong cuộc phỏng vấn Thì tổng trưởng lý của Coinbase nói là khả năng phát hành token base cũng không phải là không có đâu Có nghĩa là họ cũng đang suy nghĩ đến các bạn Thì tại vì sao vậy? Tại sao mà trước đây họ nói họ sẽ không phát hành token base Bây giờ họ nói là họ đang suy nghĩ đến tại vì những sự kiện gần đây liên quan tới SEC các bạn SEC đó đang gặp một số sự cố như chúng ta đã biết liên quan tới XRP thì tòa án nói là không phải là chứng khoán à, chúng ta cũng thấy được là họ cũng những sự cố liên quan đến GBTC và nhiều những cái sự cố khác cho nên à, tôi nghĩ là bây giờ Coinbase nói là có một khả năng có thể thông qua luật pháp hiện tại phát hành token base tại vì các bạn đã biết là một sàn mà phát hành token đó, thì à, có thể kêu gọi được bao nhiêu là vốn À, thì có thể là có một cách nào đó có thể phát hành token base mà không dính líu đến cây à, luật hiện hành có thể đó là lý do tại sao mà bây giờ tổng chứng lý của Coinbase nói là token base có thể có có thể không chúng tôi vẫn đang xem xét chứ không phải là trước đây nói là sẽ không có chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc đã xảy ra ngày hôm qua các bạn à, thông tin này đó là liên quan đến một cái hệ sinh thái DeFi có tên là Linear Finance thì uh, chi tiết hơn đó là có một người nào đó đã tấn công giao thức DeFi này và đều là gia thức DeFi có trụ sở tại Hồng Kông thì Linear Finance bị tấn công đó khiến toàn bộ cái lượng thanh khoản của token LUSD bị rút hết các bạn kẻ à, tấn công đó họ đã tìm được một lỗ hỏng và từ lỗ hỏng đó đó họ đã tạo ra một số lượng không giới hạn của token LAV thì cái mà thu hiểu đây đó cái đồng lav này là cái đồng thế chấp đại diện của av và đây cũng một điều mà thuận thường, thường hay chia sẻ với các bạn các bạn thấy được là có một số đồng như là rap btc à, hay là s ethereum tất cả những đồng đó đó là không phải là đồng chính thức các bạn đó chỉ là một đồng mà đại diện mà thôi có nghĩa là thông qua một cầu nối giao thức nào đó người ta lóc lại bitcoin sau đó đó cái giao thức đó sẽ phát hành một token thay thế thì chúng ta thấy được là cái sự khác biệt ở đây là cái độ an toàn của mạng lưới Bitcoin đó nó sẽ không có chuyển qua cái token thay thế tại vì đó là một cái token chạy trên một cái mạng khác và đối với lại cái thông tin này đó thì mạng lưới AV thì không vấn đề gì nhưng mà cái lỗ hỏng đó được tạo ra bởi đồng thể chấp là LAV sau đó người này đã tạo ra số lượng không giới hạn AV này dùng đó để mà đổi ra đồng LUSD theo được hiểu đây là cái đồng stablecoin trên cái hệ thống DeFi này và sau đó bán những cái token stablecoin này trên những sàn phụ tập trung như là PancakeSwap và AsanDex thì sau vụ tấn công này đó giá trị của đồng LUSD này hoàn toàn sụp đổ xuống còn 0% các bạn à, tuy nhiên đợt này đó thì token Lina của giao thức thì không bị ảnh hưởng và đội ngũ của Lina Finance thì bây giờ họ đã tạm ngừng tất cả hợp đồng thông minh và câu nói cũng như là không khuyến khích bất cứ ai sử dụng cái gì liên quan tới hệ sinh thái linear finance hiện tại thì đây là một cái thông tin cũng rất là đáng tiếc thùng muốn chia sẻ với các bạn và cũng cho chúng ta thấy một điều có nhiều người trước đây đó đã từng hỏi là khi mà cái sự việc liên quan tới đồng USD xảy ra các bạn đã nhớ là lúc đó đó thì có hàng loạt những cái token Terra được tạo ra để mà đỡ giá cho USD tại vì đó là cái hệ thống của USD và Terra nếu như mà lúc đó đó đội của Terra Luna chấp nhận hy sinh USD có nghĩa là cho đồng USD sụp đổ về không đô la để mà bảo vệ the Luna thì bây giờ có thể là mọi thứ đã khác rồi các bạn nhưng mà đó là nếu như mà thôi chúng ta không bao giờ trở về quá khứ được nhưng mà đây cũng là một trong những điều mà khiến tôi suy nghĩ các bạn và chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó, đây là đồng LUSD đồng stablecoin trên cái hệ thống này đáng tiếc các bạn đã thấy được là giảm về còn không đô la rất nhanh chóng luôn nhưng mà cũng có nhiều người chỉ ra được là có một cái sự trùng hợp À, khiến cho nhiều người cũng cảm thấy à, khó hiểu nhưng mà đây là hai đồng hoàn toàn khác nhau trên thị trường bây giờ đó có hai đồng lusd các bạn đây là cái đồng LUSD liên quan tới Linear Finance à, đã về không đô la nhưng mà chúng ta còn một đồng khác nữa đây cũng là một cái stablecoin gọi là LUSD luôn các bạn nhưng mà đây là thuộc về hệ thống khác thì vẫn à, giữ được giá là một đô la hai đồng này là khác nhau cho nên nhiều người cũng có sự nhầm lẫn và nếu như bạn bị ảnh hưởng bởi Linear Finance thì chia buồn cùng bạn nhưng mà đã cuối tuần rồi các bạn không có meme thì buồn lắm cho nên thường à, cũng biết cái gì cũng phải chia sẻ cái meme này các bạn mụn nhọt zero mụn đầu đen zero LUSD zero <laughs> chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin liên quan tới Hoa Kỳ. À, thì chúng ta đã thấy được là bây giờ đó crypto và Bitcoin đã trở thành một trong những đề tài rất là được nhiều người đề cập đến nhất là những ứng cử viên của Hoa Kỳ và nóng đến nỗi mà chúng ta thấy được là Vivek Ramaswamy, đây là một trong những ứng cử viên mà cũng được nhiều người quan tâm và nói là ông sẽ cho ra mắt một cái dự luật liên quan đến crypto và sẽ có vào Thanksgiving nghĩa là lễ gà lôi các bạn Lễ tạ ơn đó thì từ đây đến đó không còn bao nhiêu thời gian đâu Chỉ còn khoảng chừng là hai tháng nữa thôi Thì có nghĩa là trong vòng 2 tháng đó thì Vivek sẽ chú tâm để mà đưa ra cái quan điểm của ông là luật crypto phải ra sao Các bạn đã được là crypto nó quan trọng đến nỗi mà chúng ta thấy là những ứng cử viên nó cũng phải là tranh thủ Chia sẻ quan điểm của mình Và ông cũng nói đó là nếu như mà ông thật sự thành công để trở thành tổng thống của Hoa Kỳ thì ông sẽ cắt 75% của những nhân viên của Nhà Trắng các bạn Và trong đó có luôn SEC Có nghĩa là ông nói nếu như ông là tổng thống đó, Thì sẽ cắt hết 75% nhân viên của SEC Và chúng ta cũng có những cái thông tin Cũng mang tính chất tích cực Nhưng mà nó cũng là mở đầu rồi các bạn Cũng chưa đi đến đâu đâu Đó chính là ở quỹ ban à, dịch vụ tài chính Hạ viện ở Hoa Kỳ đó Đã chính thức thông qua cái dự luật Liên quan đến là không cho phép Hoa Kỳ phát hành đọc CBDC thì cực số quốc gia của Hoa Kỳ và đây là cái dự luật à, được chia sẻ bởi dân biểu thơ em rồi các bạn thì dù này đó để tóm tắt lại đây là một dự luật mà nói là fed hay là bất cứ ai ở hoa kỳ cũng không thể tự phát hành một cái cbdc cho người dân các bạn fed có thể là phát hành một cái cbdc dành cho những công ty giao dịch lẫn nhau nhưng mà những cái đồng cbdc đó đó không phải là đồng mà người dân có thể sử dụng được thì cái đó không sao nhưng mà nếu như mà nói là phát hành một tiền cơ số quốc gia cho người dân sử dụng đó, thì quốc hội sẽ không đồng ý thì cái dự luật này bây giờ đã được thông qua bởi quỹ ban dịch vụ tài chính hạ viện các bạn thì đây là bước đầu tiên mà thôi sau đó, đó lại phải bỏ phiếu ở hạ viện rồi sau đó phải đến thượng viện và thật ra ở hạ viện thì vẫn có khả năng để thông qua nhưng mà đến thượng viện sẽ rất là khó các bạn tại vì chúng ta nên hiểu bây giờ đó là mỗi đảng đang nắm quyền một phần chúng ta thì được là hạ viện bây giờ được nắm quyền bởi đảng cộng hòa còn thượng viện là đảng dân chủ các bạn cho nên luật đó nó luôn bị uh, kìm hãm lại tại vì uh, hai đảng mỗi đảng là nắm quyền ở uh, một nơi và chúng ta cũng có một thượng nghị sĩ cũng đã lên tiếng các bạn ngày hôm nay à, nó chính là thượng nghị sĩ Ronnie Jackson thì thượng nghị sĩ Ronnie Jackson uh, cũng nói về tiền kỹ số quốc gia CBDC và ví CBDC giống như là Trojan Horse các bạn Trojan Horse là cái con ngựa gỗ đó của thành Troy nhưng mà nào mà xem chuyện hay là xem phim uh, thì uh, cũng đã biết câu chuyện Chosen Horse, câu chuyện người gỗ lên thế nào Thì nói đây là một cái gì đó để bắt đầu cho người dân thấy được là sử dụng cái này nó cũng tốt, nhanh gọn lẹ, phí rẻ Nhưng mà thật ra tới cuối cùng thì cái lý do tại sao mà có CBDC chỉ để quản lý tài chính của người dân mà thôi Đó là quan điểm của Ronnie Jackson Nói chung thì các bạn thấy được CBDC là một cái gì đó đang được tranh cãi rất là nhiều ở Hoa Kỳ và crypto đang là đề tài được nói tới rất là nhiều ở quốc hội. Và nói tới quốc hội đó thì các bạn thấy là Gary Gensler hầu như rất hào hứng chia sẻ là à, mọi người hãy dành thời gian để mà xem cái buổi điều trần vào ngày 27 tháng 9 tại Hạ viện. Thì à, chúng ta cũng đã từng nói đến rồi trong tháng này đó thì Gensler sẽ đến quốc hội hai lần và đã đến Thượng viện rồi. Lần đó thì cũng không có nói nhiều về crypto các bạn nhưng mà lần này đó đến Hạ viện sẽ là một trong những lần mà tôi nghĩ là Gensler cũng nên có sự chuẩn bị tại vì lần trước đó khi mà ông đến Hạ Viện đó, thì các bạn đã nhớ là Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ Viện Chủ tịch là Patrick Henry cùng với lại một loạt những dân biểu đó cũng là hạch hỏi Gary Chancellor Lần này cũng sẽ như vậy thôi, tôi nghĩ các bạn đã thấy là bây giờ là ngày 22 tháng 9 Thì còn 5 ngày nữa Gary Chancellor sẽ đến Hạ Viện các bạn Ở trên Twitter đó thì cảm thấy là Gary Chancellor rất là tự tin và có sự chuẩn bị Nhưng mà tôi cảm thấy ông cũng nên cẩn thận đi tại vì từ cái lúc trước khi mà ông tới hạ viện cho tới bây giờ đó đã, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra và có rất là nhiều cái sự kiện không tốt đối với SEC những sự kiện như là liên quan tới Binance liên quan tới GBDC liên quan đến XRP không phải là chứng khoán và nói tới Gary Chancellor thì có một cái clip khoảng chừng 22 giây các bạn và đây là một cái clip mà cho chúng ta thấy rất là rõ ràng cái sự nghịch lý của Gary Chancellor để thường uh, zoom vào thì các bạn thấy rõ hơn thì đây là cái clip được chia sẻ bởi Jamie Hogan một trong những luật sư rất nổi tiếng trong thị trường này các bạn và trong cuộc phỏng vấn này đó thì cái người phỏng vấn hỏi Gary Chancellor là tòa án khi mà quyết định á thì có thay đổi được suy nghĩ của Gary Chancellor hay là không tại vì Gary Chancellor lúc nào cũng nói là ông rất là tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ và ông muốn là những công ty trong thị trường tôn này cũng phải tôn trọng luật pháp của Hoa Kỳ và tuân thủ theo luật pháp. Nhưng mà khi mà SEC bị thua tòa đó thì Gary Gensler hầu như không coi trọng luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là tòa án là chuyện của tòa án nhưng mà ông không có thay đổi quan điểm của ông giống như là không có coi tòa án cái gì các bạn. Thì đừng chia sẻ clip ngắn này với các bạn. And so nothing any court would say would change your mind on that. <laughs> I wish something a court could say which would actually um, bring the compliance sooner mình thấy là ông cười cũng hơi bị ngượng nhưng mà tóm lại đó người này hỏi là quan điểm của tòa án có thay đổi quan điểm của Gail hay là không ông là một trong những người như thường dự chia sẻ lúc nào cũng nói là uh, tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ nhưng mà khi mà tòa án ra quyết định thì ông lại không tôn trọng các bạn và nói tới SEC đó chúng ta cũng có một cái uh, thông tin mà được chia sẻ khắp nơi ở trên uh, Twitter hiện tại Các bạn đã nhớ là liên quan tới Citadel Securities Đây là một cái uh, công ty đó mà cũng có nhiều drama là các bạn à, uh, nhớ là họ cũng liên quan đến cái vụ GameStop đó, cách đây khoảng chừng là 2 năm Nói chung đó thì SEC cuối cùng uh, đã phạt công ty Citadel không phải về cái vấn đề GameStop các bạn mà đây là cái về cái vấn đề là trong 5 năm 5 năm liên tục công ty Citadel này đó đã cố tình giống như là khai gian đó các bạn có nghĩa là thay vì là đây là cái lệnh lon thì nó là lệnh short lệnh short đó lệnh lon khi mà khai báo những cái giao dịch cho ACC và trong vòng 5 năm nó khai báo gian liên tục như vậy để trục lợi trong thị trường nhưng mà cuối cùng đó chỉ bị phạt có 7 triệu đô la mà thôi cho nên họ kiếm Tới hàng chục triệu luôn các bạn, cuối cùng họ đóng bạc chỉ có 7 triệu Khiến cho nhiều người cũng cảm thấy là mắc cười các bạn à, Và các bạn đã thấy được đây là cái thông tin chính thức được chia sẻ bởi SEC Và điều Thùng muốn nói đây với các bạn đó là những ai mà vi phạm luật pháp Những ai mà khai gian hay là gian lận đó thì đương nhiên cần phải được trừng trị khích đáng Cái mà Thùng muốn nói đây đó không phải là Thùng nói là uh, crypto cũng có những cái như thế này Thì uh, chứng khoán cũng như vậy uh, Cho nên uh, hai cái hồi nhau không phải được nói như vậy các bạn ý tôi muốn nói đây đó là chúng ta thấy là đối với lại thị trường tài chính thì họ luôn bị phạt vì những lý do đức là giống như là những công ty trong thị trường crypto giống như là liên quan đến gian lận chứng khoán liên quan đến rửa tiền vân vân các bạn chúng ta thấy được đây là cái danh sách thường đã từng chia sẻ với các bạn những ngân hàng lớn JP Morgan, Bank America, BNP Paribas, Countrywide rất là nhiều những công ty tài chính lớn đó bị phạt liên tục rồi họ ra sao các bạn họ đóng phạt rồi lại tiếp tục mà thôi, không có ai quan tâm đến nhiều. Nhưng mà mỗi lần một công ty trong thị crypto này đó bị phạt cái gì đó các bạn à, và mỗi lần bị phạt đó thì nhiều hơn là 7 triệu các bạn. À, thường cảm thấy được đây là một điều mà nhiều người bây giờ cũng chỉ thấy được là wow, công ty này đã vi phạm luật liên tục 5 năm mà chỉ bị phạt có 7 triệu trong khi mà crypto vi phạm luật một cái thôi đó là bị phạt tới mấy chục triệu lần. À, thì cái đó có hợp lý hay là không và mỗi lần mà có một thông tin dẫn liên quan đến crypto đó thì các bạn thấy được là báo chí lại thổi phòng lên thường không nói là những công ty đó nó không đáng bị phạt hay là không bị phạt thường chỉ nói là có một cái nó không có được cân bằng ở đây trong khi mà các bạn thấy là mỗi lần mà morgan stanley hay là Wells fargo hay là visa bị phạt đó thì phần lớn báo chí cũng không có quan tâm đến nhiều mặc dù là họ cũng vi phạm những cái tương tự như một công ty crypto nhưng mà hầu như là mọi người quan tâm đến crypto nhiều hơn cho nên mỗi lần mà một công ty crypto gặp vấn đề gì đó thì phải phong lên để muốn truyền đạt cái quan điểm là nhiều công ty crypto vi phạm luật pháp trong khi đó chúng ta thấy được là những công ty lớn trong thị trường tài chính cũng vi phạm luật pháp liên tục và họ đóng phạt tôi không nói là cái nào đúng cái nào sai tôi chỉ nói đơn giản là có một cái sự không có cân bằng ở đây cái cách đối xử của SEC cũng như là những tòa báo các bạn chúng ta còn hai thông tin nữa à, sẽ chia sẽ ngắn gọn rồi các bạn có thể tiếp tục cuối tuần của mình thì thông tin kế tiếp này là liên quan tới JP Morgan và Ethereum các bạn đã biết là JP Morgan là một trong những ngân hàng mà rất ủng hộ Ethereum nhưng mà JP Morgan nói là hơi thất vọng sau cập nhật Shanghai 2 à, các bạn thấy được cập nhật Shanghai là cập nhật mà chúng ta đã có the merge có nghĩa là chúng ta thấy là Ethereum chính thức chuyển qua 100% proof stake thì à, họ nói là Ethereum đó, sau khi chuyển qua proof stake thì đúng là không còn sử dụng nhiều điện nữa tại vì đâu có còn đào nữa đâu và đúng là chúng ta thấy là tổng nguồn cung của Ethereum đó, đã không tăng nữa và th và thậm chí còn giảm phát trong một thời gian nhưng mà họ nói họ thất vọng tại vì họ cảm thấy được là ở trên mạng lưới Ethereum nó cũng không có nhiều giao dịch à, không có nhiều những cái hoạt động như là họ nghĩ sau khi có cập nhật sang 2 nhưng mà thường nói với các bạn Trong việc sang 2 là đại diện như Nhi mà họ vừa nói chia sẻ các bạn Trong việc sang 2 là chuyển qua thành Proof Stake Để không có tiếp tục trong hệ thống đào nữa Để có thể là bắt đầu có giảm phát cho mạng lưới của tiêu như, đó đã xảy ra rồi à, Còn về việc mạng lưới của tiêu bây giờ không có sôi động nữa Thì các bạn thấy được bây giờ trong thị trường mạng lưới nào sôi động đâu Chúng ta đang nằm ở trong một cái thời điểm cực kỳ chán nản các bạn Nhưng mà tôi cảm thấy nhiều khi ở JP Morgan chúng ta cũng không nên tin tưởng nhiều quá các bạn họ nói như vậy nhưng mà họ nghĩ gì hay không thì chỉ có họ biết mà thôi và cái thông tin cuối cùng là liên quan tới Bybit các bạn cái tay khoán chân thường nhớ là một tuần đó thì có thông tin nói là sàn Bybit sẽ rời khỏi nước Anh tại vì những cái luật mới khiến cho sàn này khó hoạt động ở nước Anh à, nhưng mà sau đó thì Bybit nói là đây là thông tin không đúng sự thật họ không có lý do rời khỏi nước Anh hiện tại nhưng mà bây giờ đó thì hầu như được confirm rồi các bạn cái trang web chính thức của Bybit cũng đã nói rõ ràng là họ sẽ bắt đầu đó không cho những khách hàng ở Vương quốc Anh có thể đăng ký account mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 nghĩa là trong vòng một tuần nữa các bạn À, và đối với những cái à, người khách hàng hiện tại đó mà ở vương quốc anh à, thì à, từ ngày 8 tháng 10 trở đi đó sẽ không có thể deposit nữa chỉ có thể withdraw mà thôi thì nói chung đó họ đã lên tiếng nói là họ quyết định rời khỏi vương quốc anh tại vì những cái luật mới đó họ cần thời gian để mà thích ứng đó là cái thông tin liên quan tới bài bích tôi muốn gửi đến cho các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bài OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn